Thưa quý vị, theo chương trình công tác tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm khảo sát một số doanh nghiệp và dự án lớn trên địa bàn Đà Nẵng. Cùng đi có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm khảo sát khu đô thị giáo dục công nghệ FPT City trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Tại giảng đường chính của Đại học FPT, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi động viên các sinh viên đang theo học tại đây, giống lên hồi trống trên chiếc trống đồng của trường. Tiếp sau đó, Thủ tướng đã đến thực tế tại khu phức hợp FPT Complex, trụ sở làm việc của hơn 7.000 cán bộ nhân viên FPT Software. Công trình được xây dựng trên diện tích 5,9 hectare, hiện đã hoàn thành được 2/3 phân kỳ. Tại đây, Thủ tướng đã thăm hỏi đội ngũ kỹ sư, lập trình viên đang làm việc về công việc, thu nhập, việc đào tạo, nâng cao trình độ. Thành lập vào năm 2004, đến nay tập đoàn FPT có khoảng 5 vạn nhân viên trên toàn cầu, doanh thu 78.000 tỷ đồng, đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Riêng với Đà Nẵng, năm 2021, FPT đóng góp ngân sách 515 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả và đóng góp của FPT cho nền công nghiệp phần mềm, công tác đào tạo nhân lực của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Trên tinh thần không được bằng lòng với thực tại, Thủ tướng đề nghị FPT cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển với gia tốc lớn hơn nữa. Rất mong FPT cũng như là các cái công ty mà đi theo cái phát triển theo công nghệ thông tin, góp phần để mà xây dựng cái chính phủ số, xã hội số và công dân số, vận dụng sáng tạo cái cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 này ở Việt Nam thế nào cho nó phù hợp. Tiếp tục có một cái chiến lược đào tạo gắn với lại cái sản xuất. Chỉ đang đi theo cái mô hình này, vừa có đào tạo vừa có sản xuất, thì tiếp tục làm cái công việc này và góp phần đào tạo cái nguồn nhân lực cho không những là cho Đà Nẵng mà cho cả vùng và cho đất nước. Vấn đề thứ hai là góp phần phát triển cái hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đấy, thứ ba là phát triển để tạo cái công ăn việc làm, tạo ra cái thu nhập cho người dân mà bằng cái trí tuệ của mình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị FPT cần đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia tích cực vào đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. FPT cần tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi, làm thương hiệu FPT mạnh hơn nữa, tạo ra hệ sinh thái FPT trên cả nước và vươn ra thế giới. Thủ tướng đánh giá cao và mong muốn FPT tiếp tục quan tâm giáo dục toàn diện trong nhà trường để đào tạo con người, nguồn nhân lực toàn diện. Đến khảo sát thực tế tại nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ do tập đoàn Universal Alloy Corporation UAC của Hoa Kỳ đầu tư với tổng số vốn là 170 triệu đô la Mỹ tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi động viên các chuyên gia đang làm việc, đồng thời hoan nghênh đánh giá cao tập đoàn UAC đã quan tâm đầu tư tại Đà Nẵng. Tiếp sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án cảng Liên Chiểu. Dự án có hai hợp phần, trong đó hợp phần 1 là hạ tầng dùng chung đầu tư bằng vốn ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 9. Đặt câu hỏi về dự báo nhu cầu hàng hóa, việc xử lý tình trạng bồi lắng, việc kết nối cảng với các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý riêng đối với tuyến đường kết nối cảng phải làm rộng, tính toán đảm bảo về lâu dài khi hàng hóa qua cảng ngày càng tăng. 10 đến 12 làn đường ngay. Bởi vì sao? Bởi vì là cái khối lượng hàng hóa nó sẽ đi rất nhanh, đi rất nhiều mà nó chỉ có mấy cây số này thôi. Đúng không? Mà cứ làm năm nay thì làm, xong rồi sang năm lại làm, sang năm nữa làm thì tư duy nó phải đổi mới lên. Phải nhìn tầm có nhìn xa. Tức là đếm xe tương lai làm cho hiện tại chứ không phải là đếm xe hiện tại để làm cho tương lai. Thủ tướng yêu cầu việc quy hoạch tổng thể tại đây phải làm hoàn chỉnh, kêu gọi đầu tư trên cơ sở hài hòa các lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo dự án hoàn thành theo tiến độ. Phải hợp tác công tư ở đây, chứ còn đầu tư nhà nước thôi thì ban đầu ở đây làm cái mồi để cho nó ở đây đã, đúng không? Đấy, còn cái này là song song với cái mồi này mà huy động được cái nguồn của tư nhân thì rất là tốt, phải tìm cái cơ chế. Kêu gọi đầu tư hợp tác công tư và phân cấp cho Đà Nẵng.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm khảo sát khu công viên phần mềm số 2 tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Đến nay, dự án đã thi công đạt 90% khối lượng. Sau khi hoàn thành, dự kiến công trình này sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư tại đây. Vì vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công 3K, 4 kiếp, hoàn thiện cảnh quan, sớm đưa vào hoạt động, góp phần cùng thành phố và cả nước phục hồi nhanh và phát triển bền vững.